Rồi chào anh em nha, đây bên cửa hàng em giao con L 1.500 cu tạ. Xe này anh lấy đầu không anh em, có lấy đuôi xế gì hết chưa? À, mới tinh, xe zin toàn bộ luôn, sơn zin, zin hết nha anh em. Bên em là bán xe zin không à? À, ngàn rưỡi chẳng hai máy, zin bóng lưỡng luôn, sơn zin là lúc nào nhìn nó cũng đẹp hết. Chúng nó là đi chung với con 2.600 nãy luôn. Cửa hàng có lo cho cơm nước rồi cho khách hàng ở xa nữa đó. Có luôn á. À, đây chú này mua ngày gửi nha anh em. Cơm nước. Xe đâu? Mình mua về dụng gì mà không lấy đuôi anh? À, chỉ lấy về chạy sử dụng kéo thôi. À, chú về kéo cho anh em. Ừ. Rồi giờ đâu xe này mình về đâu? Về Đức Huệ. Rồi Đức Huệ luôn, chung với 2.600 luôn nha anh em. Rồi, đi một cặp luôn đỡ tốn tiền xe. Rồi giờ mình chờ anh tài xế xuống ảnh chạy lên. Zin toàn bộ nha anh em. Rồi cửa hàng em còn xe rất nhiều nha, anh em cứ cần cứ liên hệ nha. Dạ làm vậy lâu chưa trời. Có luôn. Giờ hỏi anh chủ á, chủ có bán hỏi không? Có có mà chẳng chở luôn, thằng em không có, cái thằng em kia nó hỏi mua chẳng lấy mua gì chở luôn, có nhiêu á, chừng triệu mấy gì đó mà. À, hỏi ông luôn đây lấy luôn. Đẹp quá anh em ơi, cụ tay 1.500 anh em, anh em cần cứ liên hệ cửa hàng em nha, còn xe rất là nhiều nha. Nói chung mà xe bán đi xong rồi có xe về, bán đi xong có xe về. Xe về liên tục. Cập nhật liên tục nha anh em. Cập nhật liên tục luôn á anh em ơi. Ngày gửi đẹp quá. Đâu anh tài xế anh chạy lên nè, đang chuẩn bị xe nha anh em. Rồi anh tài xế quen thuộc. Đó. Rồi anh tài xế lên lỗ máy chạy lên nha anh em. Rồi ra lên nha anh em, cũng đâm đầu vô luôn. Oh, quá đã anh em ơi, nổ rất là chắc nha anh em, khởi luôn. Đã quá anh em ơi, quá đã anh em ơi, ngàn gửi nha anh em ơi. Lên xe nha anh em. Có giờ vài bữa nó về chứ đẹp nữa anh khỏi khỏi lo. Vài bữa nó có xe đẹp nữa nha anh em. Vài bữa nó có xe đẹp nữa, hôm nay anh hơi tiếc rồi. À, anh mua xong con này vài bữa giờ xe đẹp nữa anh hơi tiếc. À. Rồi anh em ơi, xong đi chung một cặp luôn anh em ơi.